ở trong Phật Pháp Đoạn phiền não liền chứng Bồ Đề Cho nên Người tu hành Nhất định phải giật lộn với phiền não Phải đánh thắng Không thể đánh thua Thua thì xong rồi Làm thế nào mới có thể đánh thắng Phải liều mạng không sợ khổ, không sợ khó Không sợ chết Bạn quyết định chiến thắng Phạm hệ đánh bài trận Sợ khó, sợ khổ, sợ chết Bạn nhất định thất bại Chân thật cầu Phật Bồ Tát bảo hộ Cầu Phật Bồ Tát hộ niệm bạn hạ cái quyết tâm phật bồ tát liền hiện tiền phật bồ tát ngày đêm ở chung quanh bạn bảo hộ bạn khổ cùng nạn quyết định là có thế nhưng quyết định không chết được đến lúc bạn sắp chết rồi phật bồ tát lập tức liền hiện tiền đến giúp bạn một chút chúng ta xem thấy trong Hư dân lão hòa thượng miên phổ Bạn xem thấy đầm lão hòa thượng phát nguyện bái sơn Ba bước một lạy Mấy ngàn dặm đường Phải lạy đến mấy năm mới lạy đến Đi đến nơi nào Buổi tối thì ngủ ngay trên đất Nhiều tháng, nhiều năm Thì làm gì không bị bệnh Có bệnh khổ khổ đến không thể đứng vững phật bồ tát đến đến để giúp họ giúp họ điều dưỡng bệnh sau khi bệnh hết rồi thì phật bồ tát đi các kẻ tiếp tục bái lạy sợ khổ sợ khó sợ chết làm sao có thể ra khỏi luân hồi làm sao có thể được sanh tịnh độ Chúng ta phải tìm cho ra tâm bệnh, chỉ cần tiêu trừ tâm bệnh. Phật tổ có thể thành tựu, tại vì sao chúng ta không thể thành tựu? Câu thứ hai, hằng phóng quang minh chiếu nhất thiết Quang là trí quang Chiếu nhất thiết Thế xuất thế gian tất cả Pháp Không có thứ nào không thông đạt tường tận Đi gọi là chiếu nhất thiết Mười phương ba đời Quá khứ, hiện tại, dị lai quá khứ du thị vị la vô cùng tất cả thảy đều thông đạt tường tận cái năng lực này từ do đâu mà có năng lực chính là ở an trụ tam ba địa mà ra thực tế mà nói tam ba địa chính là chân tâm của chúng ta Tam Ma Địa chính là bộn tánh của chúng ta. Ngày nay chúng ta đã bỏ mất đi chân tâm bộn tánh. lăn lộn trong sáu cõi. Đời sống khổ đến như vậy, đáng thương đến như vậy. Chư Phật Bồ Tát giáo huấn đối với chúng ta không gì khác hơn giúp chúng ta hồi phục lại tự tánh mà thôi Mê là chính mình mê Ngộ vẫn là phải chính mình giác ngộ Chư Phật Bồ Tát Làm tăng thượng duyên cho chúng ta Phải nương vào giác ngộ của chính mình Tại vì sao chúng ta không giác ngộ Vẫn là một câu nói cũ Không chịu buông bỏ Cho nên Không giác ngộ Nhìn thấu buông bỏ Đây là Khi tôi mới bắt đầu học Phật Đại sư chân gia truyền cho tôi Vì sao tôi tường tận Bồ Tát từ sơ phát tâm mãi đến thành phật công hạnh của họ cũng không ngoài hai câu này nhìn thấu giúp chúng ta buông bỏ buông bỏ giúp chúng ta nhìn thấu tương bổ tương thành thảy đều buông bỏ có thể thành vô thượng đạo nhìn thấu là thông đạt tường tận không mê hoặc buông bỏ tâm địa thanh tịnh không nhiễm trước đó là buông bỏ trước mắt chúng ta nghiêm trọng nhất chính là danh vọng lợi dưỡng năm dục sáu trần. Đây là chướng ngại lớn nhất trước mắt chúng ta. hại lớn trước mắt. Xin nói với các vị, cội gốc của đại tai đại nạn. Chúng ta hiểu rõ rồi, đó chính là nhìn thấu biết được thứ này không phải là thứ tốt. Vậy thì bạn đừng buông bỏ Khi bạn vừa buông bỏ Trí tuệ của bạn liền thêm lớn Mặt thấy của bạn sẽ rộng hơn Thấy được lại sâu hơn Sau khi thấy rồi lại buông bỏ Thế là trí tuệ của bạn thêm lớn Đối với tất cả chúng sanh vũ trụ Hư không Pháp giới Quá khứ Hiện tại vị lai Càng xem càng rộng Càng thấy càng sâu Thế là Bạn cũng sẽ Buông bỏ được càng rộng Buông bỏ được càng sâu Không một chút nào nhiễm trước Không chỉ là Pháp Thế gian, Phật Pháp cũng không nhiễm trước. Không những không nhiễm trước mười pháp giới, pháp giới nhất chân báo độ chư Phật cũng không nhiễm trước. Như vậy mới có thể đồng cảnh giới Phật, thi kiến đồng giới Phật, sở chứng đồng với Phật. Đây là hàng phóng quang minh chiếu nhất thiết. Trên Kinh Đại Thừa Thường nói, tịch nhi thường chiếu, quang chiếu bất xả. Câu nói này cũng chính là ở trong Đàn Kinh. Đại sư Huệ Đăng đã nói, thường sanh trí tuệ thời thời sanh trí tuệ nơi nơi sanh trí tuệ niệm niệm sanh trí tuệ trí tuệ làm sao mà sanh tâm địa thanh tịnh hôm nay chúng ta muốn học tôi thường hay khuyên bảo mọi người niệm niệm quyết định Không vì chính mình nghĩ Chúng ta từ chỗ này Mà bắt tay vào Đây là chúng ta hiện tiền tối sơ phương tiện Niệm niệm Vì tất cả chúng sanh mà nghĩ Niệm niệm Vì cả thể xã hội Mà lo nghĩ Quyết định không nên nghĩ chính mình đây là phương tiện ban đầu học phật nếu như bạn vẫn còn nghĩ đến lợi hại của chính mình lợi ích của chính mình thì bạn mê rồi không vì chính mình nghĩ vì tất cả chúng sanh nghĩ xin nói với các vị sự việc của bạn làm sai cũng là đúng nếu bên trong có xen tạp một phần Vì chính mình mà nghĩ Có làm đúng cũng là sai Ý nghĩa lời nói này của tôi rất sâu Các vị phải tỉ mỉ mà suy xét Tỉ mỉ mà đi thể hội Có một niệm ý nghĩ cho chính mình Ở bên trong thì sai Có vị Phật Bồ Tát nào một vị tổ sư đại đức nào Đã từng có chút gì chính mình Mà lo nghĩ hay không Không hề có Đó là chúng ta tu hành Có thể đủ điều kiện cơ bản Khế nhập pháp giới hay không nếu chúng ta không đầy đủ cái đạo này khó nghiệp chướng của thân này không cách gì chuyển đổi lại nguyên nhân căn bản chính ngay chỗ này thường hay vì chính mình mà nghĩ ta rất bằng lòng giúp đỡ người thế nhưng ta vừa xem thấy người vì chính mình mà nghĩ ta lập tức liền thoái chuyển ta nên trùng tân suy nghĩ có nên giúp họ không tại vì sao vậy giúp đỡ họ không những họ không được lợi ích mà họ tạo nghiệp chúng ta không hy vọng làm tăng ác duyên cho tất cả chúng sanh thế nhưng có lúc vẫn không tránh khỏi trí tuệ chúng ta chưa khai mở kiến giải không viên mãn cho nên đối nhân sự thế tiếp vật ngay trong cuộc sống thường ngày luôn vẫn không thể tránh khỏi có lỗi lầm thế nhưng tính cảnh giác của chúng ta rất cao chúng ta giác ngộ được rất nhanh Quay đầu được rất nhanh Có thể giác ngộ Có thể hồi đầu Liền thêm lớn trí tuệ Pháp tạng ở nhân địa Ngài đã làm được viên mạng hai câu này Hai câu này là năng cảm câu phía sau này là sở cảm quảng đại thanh tịnh cư là sở cảm đi chính là hiện tại chúng ta gọi là thế giới tây phương cực lạc thế giới cực lạc từ đâu mà có nguyện lực của a di đà phật biến hiện ra các vị phải ghi nhớ luôn không thể rời khỏi duy tâm sở hiện duy thức sở biến là nguyện lực của a di đà phật biến hiện ra a di đà phật dẫn đầu tất cả chúng sanh mười phương thế giới tiếp nhận giáo huấn của a di đà phật đồng tâm đồng nguyện với a di đà phật đồng đức đồng hạnh hay nói cách khác cũng là tất cả người giảng sanh cùng đồng thành tựu nguyện lực đó không phải là thành tựu nghiệp lực bao gồm thế giới này cũng cảm được tất cả chư Phật mười phương tán tháng Bạn xem, Thích Ca Mâu Ni Phật trong quyển kinh này tán tháng đại biểu tất cả chư Phật tán tháng Tán tháng A Di Đà Phật, Quan Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Vì sao vậy? Nguyện lực mà thành, không phải nghiệp lực mà thành. Cho nên có thể biết Nếu chúng ta muốn đến thế giới Tây Phương cực lạc Bạn không có nguyện lực thì làm sao được chứ Tâm của bạn Giống y như tâm của a di Đà Phật vậy Nguyện của bạn Giống y như nguyện của a di Đà Phật vậy Chúng ta thành lập học hội tịnh tông biên soạn ra khóa tụng sớm tối mới. Tôi đem kinh văn của bộ khóa tụng niệm, đem chú Lan Nghiêm, Đại Bi, mười tiểu chú của buổi sáng, đổi thành 48 nguyện của Kinh Vô Lượng Thọ. Nguyên nhân ở chỗ nào? Hy vọng chúng ta mỗi ngày đọc 48 nguyện Ngày ngày y theo nguyện của a di Đà Phật Chúng ta cũng phát ra 48 nguyện Mà không phát không được Tôi muốn phát 48 nguyện liền giống y như nguyện của a di Đà Phật Thì tương ưng rồi Đại sư ngẫu ít đói Chỉ cần đầy đủ tính nguyện Thì quyết định giảng sanh Tổ sư ngài nói được rất hay Sanh đến thế giới Tây Phương Phẩm vị cao thấp Đó là bạn công phu trì danh cạn sâu Công phu trì danh sâu Bạn sanh được phẩm vị cao Công phu trì danh cạn Thì phẩm vị của bạn thấp Chỉ cần có tính, có nguyện Liền quyết định được sanh Ngài nói rất hay Cách nói này của Ngài Được Pháp Sư Ấn Quang khẳng định Pháp Sư Ấn Quang tán thán Chú giải này của Ngài Nói cho dù cổ Phật tái sanh Làm chú giải cho Kinh Di Đà này Cũng không thể dược hơn được Vậy thì chúng ta biết được Đại sư Ấn Quang là Bồ Tát Đại Thế Chí tái sanh Vậy Đại sư Ngậu Ích là người nào? Đại sư Ngậu Ích không bọc thân phận. Bồ Tát Đại Thế Chí tán thán đối với Ngài như vậy. Nếu Ngài không phải là a di đà Phật tái sanh, thì đó đúng là Bồ Tát Quán Thế Âm tái sanh. Chúng ta có thể tưởng tượng mà biết được. Người không tu tịnh độ Đối với lời nói này của Pháp Sư Ấn Quang Không cho là việc gì Cuối đời Pháp Sư Diễn Bồi Đã từng hỏi qua tôi sự việc này Ông nói Lời nói này của Pháp Sư Ấn Quang Có phải là đã nói quá đáng một chút hay không? Tôi nói với cụ ấy Không chút quá đáng nào Thật là thích hợp là thật không phải là giả chủ đề nói rõ nếu chúng ta muốn giảng sanh thì nhất định phải phát nguyện sau khi phát nguyện rồi phải hành bạn phát nguyện nguyện không thực tiễn nguyện của bạn là không nguyện không nguyện không thể cảm ứng bạn phải làm thật làm thiết nguyện thật làm thực tiễn đại nguyện có những nguyện phàm phu chúng ta không làm được làm không được thì thế nào phải có lòng nên gọi là tâm có thừa mà sức không đủ vậy thì có thể tha thứ nếu tâm cũng không có vậy thì không được đó là không thể tha thứ cho nên nhất định phải có tâm nguyện trong 48 nguyện Những điều nào có thể làm được Phải rất nỗ lực Rất chăm chỉ mà làm Cái làm không được Tâm luôn hướng đến Vì vậy Phải đồng tâm đồng nguyện Với a di đà Phật Khóa tối Chúng ta đem Kinh Di-đà 88 vị Phật Đại hội hướng dẫn Đổi thành Kinh Vô Lượng Thọ Từ phẩm 32 đến phẩm 37 Tại vì sao phải đổi thành như vậy? Cầu đồng tu niệm Phật trước mắt chúng ta Tổ sư Đại Đức thường hay dạy bảo chúng ta Trì giới niệm Phật Ngày nay ai giảng giới cho bạn nghe Vừa lúc đoạn kinh văn này Chính là giảng giới luật Giới là hành Nội dung của nó là Giảng năm giới mười thiện Nói được rất tường tận Năm giới mười thiện Chúng ta phải thực tiễn Đó là Phật hạnh Năm giới mười thiện Làm đến cứu cánh Viên mãn thành Phật Đi gọi là căn bản giới Hay nói cách khác Bao gồm tất cả giới thiện Đều là từ căn bản giới này Mà khai mở ra Người sơ học chúng ta Nắm lấy căn bản Nhất định phải chăm chỉ nỗ lực tu học Phải đem nó thực tiễn ngay Hành vi đời sống thường ngày của chính chúng ta Cứ như vậy mà làm Tâm của ta Đồng với tâm Phật Nguyện đồng Phật Giải đồng Phật Hành đồng Phật Làm gì mà không giảng sanh chứ đại sư ngậu ích nói rất hay đầy đủ tính giải thì bạn nhất định giảm sanh cho nên biết được sự việc này là quan trọng pháp môn này đơn giản số lượng kinh luận ít dễ dàng thọ trì rất thích hợp người hiện đại người hiện đại thông thường đời sống rất bận rộn lượng công việc rất nhiều không có thời gian đọc tụng đại kinh cũng không có thời gian đi nghe một bộ kinh lớn cho nên người hiện đại cần thiết đơn giản cần phải tinh hoa nên kinh du lượng thọ thật là thích hợp với nhu cầu của người hiện đại. Số lượng không quá nhiều, nội dung rất viên mãn, không có kém khuyết, văn tự tuyệt nhiên không quá sâu, thông thường đều có thể hiểu được. người cạn thì thấy được cạn, người sâu thì thấy được sâu. Chân thật là có thể sâu, có thể cạn. Lão cư sĩ Hà Liên Cư nói rất hay. Mặt Pháp về sau vẫn còn 9.000 năm. Chúng sanh 9.000 năm có thể được độ đều nhờ vào cái bổn hội tập này. Hạ lão cư sĩ cũng là người tái sanh Không phải người thông thường Người thông thường hội tập bộ kinh này Từ Dương Long Thư Triều Nhà Tống Bắt đầu hội tập lần thứ nhất Dương Long Thư được xem là rất tốt Đứng mà giảng sanh Ông biết trước giờ ra đi Không có bệnh khổ Đứng mà giảng sanh Tóm lại là người có công phu Hội tập kinh vô lượng thọ có công đức Thế nhưng hội tập Không thể tận như ý người Người đời sau có phê bình Lấy bỏ không thỏa đáng đồng thời còn có một người mà người sau không thể lượng thứ đêm nguyên văn của nguyên bản thay đổi vài chỗ đi là kỳ quý rất lớn mãi đến khoảng năm hàm phong triều nhà thanh cư sĩ ngụy mạc thâm làm hội tập lần thứ hai Bổn hội tập của ông Đích thực So với bổn của Dương Long Thư Có tiến bộ Nhưng vẫn có lỗi nhỏ Lấy bỏ Cũng là thiếu thỏa đáng Ông cũng phạm phải cái lỗi của Dương Long Thư Cũng là đem chữ của nguyên bản dịch Thay đổi mấy chỗ Pháp Sư Ân quan Có sự phi bình đối với quyển này Đến khoảng dân quốc Những năm đầu dân quốc Cư sĩ Hà Lão Làm hội tập lần thứ ba Mỗi một chữ Mỗi một câu Đều là nguyên văn Của năm loại nguyên bản dịch Không thay đổi một chữ nào Cư sĩ Mai Quang Hy nói Ở trong lời tựa Lý bỏ rất thỏa đáng Lỗi lầm Ở trong những bản dịch trước Không tìm thấy Ở trong bản hội tập này Mọi người gọi là Thiện bổn của Kinh Vô Lượng Thọ cũng nghĩ đến kinh vô lượng thọ là diệt tận sau cùng quyển kinh của kinh vô lượng thọ diệt tận sau cùng nhất định là quyển hội tập này chúng ta sâu sắc tin tưởng lời nói này của họ cũng không quá đáng cũng là nói được rất khẳng định đi là khích lệ các đồng tu niệm phật nếu muốn ngay trong một đời này quyết định giảng sanh phải đầy đủ tính nguyện nếu như không có tính nguyện niệm một câu phật hiệu này chỉ là trong a lại gia thức trồng hạt giống phật ngay trong một đời không thể giảng sanh người xưa đã nói qua đau mồm rác họng chỉ uổng công Vì sao vậy? Không có tính nguyện Có thể thấy được Tính, nguyện, hạnh Gọi là ba tư lương Giảng sanh Tây Phương tịnh độ Ba điều kiện khuyết đi một Cũng không được Ba điều kiện này Thấy đều đầy đủ Vì chúng ta Không đọc kinh không nghiên cứu kinh giáo kinh giáo này ngày nay chúng ta rút lại phạm vi rất nhỏ là kinh du lượng thọ bạn làm thế nào có thể xây dựng tính nguyện kiên định bạn làm thế nào có thể nắm chắc lấy phần giảng sanh nếu người muốn có được chắc phần giảng sanh tiền đồ một mảng quang minh bạn ở ngay trong đời sống hiện tiền pháp hỷ sung mãn bạn sống được rất tự tại rất là an vui đó là phải có công phu cho nên ngay hiện tiền chúng ta quan trọng nhất vẫn là đọc kinh vẫn là nghe pháp có nghi hoặc nhất định phải nêu lên để thư hỏi đoạn nghi sanh tính phải biết nghi là chứng ngại lớn nhất của người tu hành quyết định không nên nói rất ngại khi đặt câu hỏi vậy thì sai rồi nhất định phải hỏi hỏi có rất nhiều công đức không những chính mình có thể giải trừ nghi hoặc cũng có lẽ còn có người khác cũng có nghi hoặc giống như mình khi vừa hỏi được giải thích rõ mọi người đều được giải trừ nghi vấn này cho nên thưa hỏi không phải là tự lợi mà lợi tha thế giới tây phương cực lạc là bổ nguyện của a di đà phật cảm được là tất cả người giảng sanh cùng với a di đà phật đồng tâm đồng nguyện mà cảm được nó không phải là do nghiệp lực biến hiện ra chúng ta cũng đã từng nghe nói pháp môn này gọi là đới nghiệp giảng sanh không sai chính bởi vì họ đới nghiệp giảng sanh cho nên pháp môn này rất dễ dàng không cần đoạn kiến tư phiền não chỉ cần bạn tính nguyện kiên định xin nói với các vị tính nguyện hạnh kiên dũng kiên định dũng mạnh quyết định có thể hàng phục phiền não hiện tại xem thấy những người bạn ấy của tôi tôi lại thấy có phước báo hơn họ Họ đều không như tôi Phước báo đầu tiên là gì? Là khỏe mạnh Sức khỏe của họ kém tôi rất xa Hai năm nữa thì tôi được 80 rồi Họ nhìn tôi rất là ngưỡng mộ Thứ hai là Tiền bạc Hiện tại thì họ cảm thấy chùa quá lớn sự nghiệp quá lớn Việc xoay sở tiền bạc rất khó khăn Không có đủ tiền Do gì tai nạn nhiều Tính độ cúng dường càng ngày càng ít Cho nên muốn làm một việc gì đó Bảo họ bỏ ra mấy triệu Thì sẽ vô cùng khó khăn Không cần nhiều chỉ một hai triệu thôi Thì cũng không có Chỗ này thì họ không bằng tôi Tôi không có một đồng nào Tôi ở đây nói vài câu Thì sẽ có rất nhiều tiền đến Đích thực là Tâm tưởng sự thành Hữu cầu tất ứng Cho nên đến những năm về sau Mới nhìn thấy được Hết thảy đều có sẵn Không có cái gì mà không phải Phật Bồ Tát an bài Nếu như không có việc sử dụng chính đáng Thì một đồng tiền tôi cũng không cần Nhất định là phải chính đáng Là vì Phật Pháp là vì chúng sanh không phải vì phật pháp vì chúng sanh nếu vì bản thân thì một đồng tôi cũng không xài cuộc sống của bản thân tôi vô cùng đơn giản sau khi trở về từ indonesia thì tôi càng thận trọng hơn ngày trước người ta mời tôi đi dùng cơm tôi đều đi hiện tại thì tôi không dám đi nguyên nhân là gì ở tại indo hơn một tuần cũng không phải là một thời gian dài ở tại một khách sạn cao cấp nhất ở indo thì nơi càng cao cấp thì càng lạnh tôi đã bị phong hạt tôi bị cảm lạnh còn lúc ăn uống thì trong thức ăn có bỏ bột ngọt lúc bình thường tôi không có ăn bột ngọt mấy mươi năm nay đều không có ăn bột ngọt thứ này rất là hại cơ thể hương vị thì rất ngon nhưng mà đối với thân thể thì có sự tổn hại nghiêm trọng năm xưa tôi ở đại trung lão sư lý đã cảnh báo nhiều lần với tôi nói với tôi là tuyệt đối không nên đi đến quán để ăn uống chúng tôi có một đồng học là cư sĩ du tuấn kiệt tuổi tác trẻ hơn tôi cũng vì ưa thích ăn bột ngọt Mỗi bữa ăn của ông Đều không thể thiếu Ông đại khái là chưa được 40 Thì đã qua đời rồi Ra đi từ lúc rất trẻ vào lúc đó thì Lý Lão Sư nói chúng tôi Hãy xem đó làm thí dụ Chúng tôi mới biết được nó rất nghiêm trọng Thứ bột ngọt này mà ăn trong thời gian dài Thì sẽ trúng độc Tổn hại đến gan và thận Cho nên mới nói là Quả từ miệng ra Bệnh từ miệng vào Những lời này của người xưa rất có đạo lý Cho nên hiện tại nếu như ra ngoài ăn uống Thì đều là bột ngọt Đây là một sự việc rất viện phức Cho nên đi du lịch Thì phải mang theo đồ để nấu ăn thì mới được Không nên ăn đồ của người ta nấu vì thì mới thật sự an toàn Đây mà cuộc sống của người Xuất gia tu hành Người niệm Phật đều rất đơn giản Việc ăn uống cũng rất dễ dàng Đây mới gọi là cẩn thận Chúng ta đã biết Tánh đức đức năng của chính mình Cùng với Phật Bồ Tát không có khác nhau Cho nên chỉ cần chính mình chịu quay đầu Hồi quang phản chiếu Đem cái tập khí ngày trước của mình Những vọng tưởng tập khí Hết thảy đều sửa đổi trở lại Sửa đổi thì phải biết sửa từ cái chỗ nào Việc này rất quan trọng Cái gốc là Ở tự tư tự lợi Cần phải đem cái ý niệm tự tư tự lợi Sửa đổi trở lại Khởi tâm đồng niệm Vì chánh pháp cũ trụ vì hết thảy chúng sanh khổ nạn Phục vụ thì đúng Chân thật có thể làm được Xả mình vì người Xả mình vì người phải bắt đầu Từ ở chỗ nào Chính là Thế Tôn đã dạy chúng ta Vì người diễn nói Đây chính là xả mình vì người Cho nên học viện Học viện Tịnh Tông ở Úc Châu Tháng 1 năm nay Đã chính thức dạy học rồi Đã mất hết thời gian 2 năm để chuẩn bị Dạy học tôi yêu cầu hai năm đầu tiên Là năm nay Và dạ, sang năm Hai năm này học cái gì? Học Đệ Tử Quy Đệ Tử Quy để dạy cho Nhi Đồng Người xuất gia hiện tại của chúng ta Đều đã trên 40 tuổi rồi Nhưng phải học cái này Học cái này có nghĩa là như thế nào Biểu diễn cho người khác xem Đây chính là xã mình vì người Ta ngày nay giảng Giảng thì người ta không tin Ta tự mình làm Ta làm cho người xem Đây là thân giáo Làm ra tấm gương cho người khác xem Người ta mới tin bạn cho nên trong hai năm đầu này Môn học tôi không cho nhiều Là đệ tử quy Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Ấn quan Đại Sư dạy chúng ta là Cảm ứng thiên An sĩ toàn thư Trên thực tế thì an sĩ toàn thư là quan trọng nhất Chính là phía trước của Văn xương đế quân âm trắc văn Còn một quyển nữa là Liễu phàm Tứ Huấn Liễu phàm Tứ Huấn thì tôi yêu cầu mọi người phải đọc 300 lần Bạn tự mình sắp xếp thời gian đọc 300 lần Bài tập này là dạy cái gì? Dạy bạn tin sâu nhân quả Bạn thật sự đọc được thông suốt rồi Thì sẽ hiểu được miếng ăn giọt nước Đều đã được định sẵn rồi bạn tuyệt đối sẽ không còn cái ý nghĩ không đáng có nữa Trong mạng đã định rồi Bạn nghĩ gì thì cũng uổng công Bạn nghĩ cũng không được gì Cho nên chỉ có tu đức Đoạn ác tu thiện tích công lũy đức Thì mới có thể cải tạo vận mạng của bạn được Chân thật làm đến được Không tranh với người không cầu ở đời nếu bạn chân thật làm được việc này không phải chỉ để giảng không phải để nói cho nên trong hai năm này là giáo dục cơ bản cơ bản hoàn toàn chú trọng ở tại thực hành không chú trọng ở nói sau hai năm này thì mới học vào khoa chính quy chính khoa của học viện tịnh tông chúng ta chính là năm kinh một luận Kỳ hạn học tập năm kinh một luận là ba năm Thêm vào hai năm phía trước nữa là 5 năm năm Bốn năm sau cùng Thì chuyên tâm vào một môn Đó chính là lớp nghiên cứu của chúng ta Chuyên tâm một bộ kinh Học trong suốt bốn năm cho nên việc dạy học của chúng tôi Thời hạn là 9 năm Hai năm đầu trong 9 năm đó Là xây dựng nền tảng Trong hai năm này Nếu như đệ tử quy Và thập thiện nghiệp đạo Bạn đều không làm được Thì bạn sẽ bị đào thải Sẽ không cho bạn vào học môn chính nữa Môn chính học trong 3 năm Hết 3 năm lại cũng sát hạch nữa ai không đạt thì cũng bị đào thải cho nên chín năm thì trong đó có hai lần đào thải không nghiêm khắc không thật làm thì không thể thành nhân tài cách dạy học này của chúng ta đều là tuân thủ sự giáo huấn của phật bồ tát tổ Dư đại đức Tổng lão phu tử dạy học Thì đầu tiên cũng là đức hạnh Chúng ta đem đức hạnh để ở hàng đầu Chỉ có chân thật dụng công như vậy Chân thật làm Thì chúng ta mới thật sự Có được thọ dụng Ở tại chỗ này mà cấm gốc vậy thì những thứ mà bạn học chính là người xưa thì nói là thực học học vấn chân thật bạn có thể tự độ bạn cũng có thể độ người bạn tự mình làm không được thì điều mà bạn giảng người khác sẽ không tin người khác không thể tiếp nhận nhất định phải tự mình làm được thì bạn mới có thể cảm động được người khác cho nên sau đó đã tổng kết là nhược năng nhất niệm hồi quan phương tri gia nghiệp cụ tại như nhập bảo sơn thủ chi vô tận như du hương quốc xúc xứ mông huân yếu tu thân đáo phương hưu thần vật bán đồ di phế đây chính là bạn phải có nghị lực có sự bình lòng Quyết định không thói chuyển Bất luận là gặp phải sự gian nan khốn khổ như thế nào Vẫn là dũng mãnh tinh tấn Gặp phải việc không thể kháng cự Thì nhẫn nhượng Chúng ta phải học điều mà Lão Tử đã nói Thượng thiện như thủy Bạn hãy xem nước Nếu chẳng bên này thì nó chảy bên kia Cho nên chúng ta phải biết thiện xảo phương tiện Không tranh Bên này có chướng ngại thì đi hướng khác Không có chướng ngại Cho nên nói là Ông trời không tuyệt đường của con người Chúng ta phải tin Chư Phật Bồ Tát đang hộ niệm Long thiên thiện thần đang chiếu cố Chúng ta có cái lòng tin như vậy Phần sau cùng của phẩm này Chính là thập phương Phật Tán Phẩm này vô cùng quan trọng Bạn hãy xem sau khi nói xong Sau khi giới thiệu xong Sự y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương Chúng ta rất quan hỷ Nhưng mà không có cái lòng tin kiên định Thì bạn không thể giảng sanh Muốn đi cũng đi không được Lòng tin này sanh ra từ chỗ nào Mười phương Phật tán thán Đoạn kinh văn này rất quan trọng Chúng ta đọc qua kinh văn một lần phụ thứ a nan đông phương hằng hà xa số thế giới nhất nhất giới trung như hằng hà xa phật các xuất quảng trường thiệt tướng phóng vô lượng quan thuyết thành thật ngôn xưng tán vô lượng thọ phật bất khả tư nghì công đức Đoạn này nói đến Thuyết thành thật ngôn Quảng trường thiệt tướng Quảng trường thiệt Là một trong 32 tướng Trên kinh Phật nói với chúng ta Trước khi Bồ Tát thị hiện thành Phật, trước tiên dùng thời gian một trăm kiếp để tu tướng hảo, tướng hảo là phước báo. Dùng thời gian một trăm kiếp để tu ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp. Mỗi một tướng hảo Đều là một quả báo Quả thì tất phải có nhân Họ đi tu nhân Quán trường thiệt tướng Là đời đời kiếp kiếp Không vọng ngữ Phật nói Một người Mà ba đời không vọng ngữ Thì lưỡi của người đó Có thể chạm đến được lỗ mũi Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn cho mọi người xem Lưỡi của Ngài lè ra có thể che được cả gương mặt Vì này thì mọi người không còn gì để bàn cãi với Ngài Ngài nói là lời thành thật Đời đời kiếp kiếp không vọng ngữ Không có lưỡng thiệt Không có ý ngữ Không có ác khẩu Thì có được cái tướng hảo như vậy Lại nói Chúng ta không cần nói chư Phật Như Lai. Chúng ta nói pháp thân Bồ Tát. Pháp Một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân. Bạn nói xem lúc này thì đã có đủ trí huệ đức tướng của Như Lai hay chưa? Chúng ta hãy nghiên cứu cái vấn đề này. Có đủ vì đã có đủ rồi, tại vì sao còn phải tu hết một trăm kiếp, còn phải đi làm thêm cái việc này nữa? Đây là giáo hóa chúng sanh, họ đã có được rồi. Đây chính là xả mình vì người. Các ngài có thể không cần phải làm như vậy Thần thông của các ngài có thể thể hiện ra Vì sao mà còn phải đi làm như vậy Để khuyến cáo những chúng sanh trong sáu cõi Khuyến cáo chúng sanh trong mười pháp giới Không những sáu nẻo không có phước Mà mười pháp giới cũng không có Ở đây chính là thay chúng sanh chịu khổ Mà trên Kinh Phật thường nói Phải làm ra cái dáng vẻ như vậy Chúng ta thường nói xả mình vì người Ta làm như vậy là xả mình vì người Là diễn kịch, là biểu diễn Là làm dáng, làm vẻ Trên thực tế thì các ngài đã có được rồi Chỉ cần kiến tánh thì đều đã được rồi nhưng mà kiến tánh thì không phải là một việc dễ dàng Kiến tánh là siêu dược mười pháp giới Phật giáo truyền tới Trung Quốc đến nay Trong số các đời tổ sư đại đức Người thật sự mà minh tâm kiến tánh Bạn xem hãy thống kê Số lượng không nhiều Đã hai ngàn năm rồi Một khu vực lớn như vậy Nhiều người đến như vậy Mỗi một triều đại đều có người minh tâm kiến tánh Thời đường triều là hương thịnh nhất Thời tùy đường suốt 300 năm Mà có cũng không quá 200 người Vì sao thì mỗi đời một ít đi Đến thời đại hiện nay của chúng ta Dường như cả thế kỷ là Trong 100 năm qua không có một người nào Những lời này không phải là tôi nói Là đàm lão Pháp Sư nói một người minh tâm kiến tánh cũng không có người nói không những ngày chưa gặp qua mà nghe cũng chưa nghe nói qua việc này chúng ta không thể không biết vì đã không có cách minh tâm kiến tánh trong giáo hạ thì không thể đại khai viên giải trong niệm phật thì không thể đạt được lý nhất tâm vì thì cái tướng não đó chỉ có tu thôi tánh đức không hiển hiện ra thì phải dựa vào việc tu đức phước báo của hết thị chúng sanh trong thế gian đều là do tu đức vì nếu bạn muốn phước báo thì hãy tu cho tốt trí lực thần thông của chúng ta không khác gì với chư phật như lai nhưng hiện tại vì sao lại khác biệt với chư phật như lai lớn đến như vậy Đặt vô đại nguyện đại hạnh Phát khởi thắng nhân Bất giác bất tri Tầm luân vĩnh kiếp Câu nói này đã đem căn bệnh của chúng ta nói ra Trí huệ đức đăng của chúng ta Cùng với chư Phật là như nhau Trên Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay Nhất thiết chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai Đức chính là năng lực Tướng là tướng hảo Chính là phước báo Trí huệ năng lực phước báo của chúng ta Cùng với chư Phật như Lai không hai không khác Bởi vì sao mà ngày nay lại thành ra như vậy Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Bởi vì vọng tưởng phân biệt chấp trước, trước mà không thể chứng đắc Chỗ này đã nói được rất hay Bạn không có đại nguyện Bạn không có đại hạnh Cho nên Cái nhân thù thắng thì có Nhưng mà cái nhân thù thắng đó không thể phát khởi được xoa giới trên kinh hoa nghiêm thì nói được tường tận cho nên đã biến thành bất giác bất tri Giống là đại giác đại tri hiện tại thì đã biến thành bất giác bất tri đọa lạc trong sáu cõi luân hồi nhiều kiếp đến nay bạn nói xem có đáng thương không mỗi câu này đều là lời thật Cho nên Chúng ta phải nên chăm chỉ nỗ lực Phải thật làm Bạn một đời đi con đường này Khẳng định Là sẽ đi thành công Huống hồ đây là chánh đạo Chánh đạo thì nhất định là chư Phật như lai gia trị Chư Phật hộ niệm Long thiên hộ pháp bảo vệ bạn không cần phải lo lắng Cả đời tôi đắc lực Là nhờ giáo huấn của chương gia đại sư Chương gia đại sư thật sự là đã cho tôi một sự an tâm Cả đời này của tôi một chút âu lo cũng không có Đây là chương gia đại sư đã cho tôi Chân chánh phát tâm Vì Phật Pháp, vì chúng sanh vì Phật Bồ Tát Sẽ chăm lo cho cả đời bạn Việc gì cũng không cần bận tâm Tôi thật sự tin lời Ngài Chân thật nghe lời Ngài Thuận cảnh Là Phật Bồ Tát an bài Nghịch cảnh cũng là Phật Bồ Tát an bài Nhẫn nhục chịu đựng Vừa chịu đựng Thì sau đó quả nhiên quả báo rất tốt Rất thù thắng Hoài sức tưởng tượng Toàn bộ để cho Phật Bồ Tát an bài Bản thân không cần phải bận tâm Tự mình bận tâm gì thì viền phức rồi Tự mình bận tâm lo lắng Thì Phật Bồ Tát sẽ không lo cho bạn Vì sao vậy? Vì bạn tự mình lo cho mình rồi Phật Bồ Tát việc gì phải đi lo nữa Thần hộ Pháp cũng không cần lo Ta toàn bộ đều giao cho Phật Bồ Tát Vì các ngài không chăm lo cho ta Thì ta cũng hết cách Toàn bộ nhờ các ngài chính là nhựa vào nương nhờ vào việc này mới có thể tự tại được bản thân bạn mới có thể chuyên tâm tâm không phân tán thì con đường đó sẽ đi đến đích vào lúc tôi mới xuất gia tại đại trung học kinh giáo với lão sư lý Bước ra đi giảng kinh Đại khái cũng giảng được Mười mấy năm Những vị đồng tham đạo hữu Xuất gia cùng một lượt với chúng tôi Đều rất quen thuộc Các huynh đệ thọ giới cùng lúc Nhìn thấy tôi họ đều nói Không ngờ Tôi giảng kinh mà cũng có thể giảng được thông như vậy cái thông này có ý nghĩa là gì là tôi còn có thể tiếp tục duy trì vào lúc đó mọi người đều lo lắng đây cũng là sự thực đã tạo thành quyết định là không thể trách họ tự miếu đều không có đất đai thông như ngày xưa tự miếu vào thời xưa đều có ruộng đồng nương rẫy các cư sĩ có cúng dường họ không cúng dường tiền bạc họ cúng dường ruộng đất núi lon cho bạn đây là những thứ có thể cho nông dân thuê lại để làm thu tiền thuê đất cho nên kinh tế của tự miếu đạo tràng đều có thu nhập cố định họ không cầu người đời sống kinh tế của họ đã được đảm bảo không cần phải dựa vào tín đồ nhưng mà tự diện tòng lâm ngày nay đều không có tài sản không có tài sản thì đành phải nhờ vào pháp hội nhờ kinh xám nhờ vào thu nhập từ những việc này việc này rất khổ phải trong sắc mặt của tín đồ bạn đắc tội với họ thì lần sau họ sẽ không đến cho nên những ngày tháng như vậy thật không dễ sống đây là cái hiện tượng mà xã hội đã tạo thành nhưng mà một bộ phận khác là các đồng học học phật xuất gia khác đối với phận bồ tát không có lòng tin Không dám tin vào Phật Bồ Tát Tin vào Phật Bồ Tát Tôi không làm kinh sám, không làm Phật sự Tôi ngày ngày lo niệm Phật, nghiên cứu kinh điển Ngày mai không có cơm ăn thì phải làm sao Cho nên họ đối với sự giáo huấn của Phật Bồ Tát Đã đặt ra rất nhiều nghi vấn Thật sự là bán tính, bán nghi lòng tin của các vị không như tôi tôi không có cơm để ăn không có quần áo mặc không có nơi để ở thì tôi tuyệt đối cũng không thối tâm tôi vẫn là sẽ tin vào phật bồ tát vì sao vậy vì tôi còn chưa chết có lẽ là phật bồ tát đang thử thách tôi xem bạn có thể chịu đựng được hay không nhất định là không có đắn đo do dự những cho nên cả đời thật sự là do phật bồ tát chăm lo ông trời không tuyệt con đường của con người con đường này đi rồi sẽ đến đích càng đi thì càng thù thắng ngày trước không cần nói đâu xa mười năm hai mươi năm trước tôi quen biết với những pháp sư cùng tuổi với tôi Học phước báo thuộc thắng Vào lúc đó thì tôi cũng đang lưu bạc khắp nơi Bản thân tôi có một cái đầu trà Giống như cái đầu trà mới xây ở Úc Châu Trước khoảng thời gian này vẫn còn lưu lạc ăn nhờ ở đậu cũng phải nhìn sắc mặt của người khác khi người ta không vui thì chúng ta liền biết mình đã sai rồi phải đi thôi cho nên đến hiện tại mới xây một cái đào trà nhưng mà hiện tại xem thấy những người bạn ấy của tôi tôi lại thấy có phước báo hơn họ họ đều không như tôi Phước báo đầu tiên là gì? Là khỏe mạnh Sức khỏe của họ kém tôi rất xa Hai năm nữa thì tôi được 80 rồi Họ nhìn tôi rất là ngưỡng mộ Thứ hai là Tiền bạc Hiện tại thì họ cảm thấy chùa quá lớn Sự nghiệp quá lớn Việc xoay sở tiền bạc rất khó khăn không có đủ tiền Do gì tai nạn nhiều Tính độ cúng dường càng ngày càng ít Cho nên muốn làm một việc gì đó Bảo họ bỏ ra mấy triệu Thì sẽ vô cùng khó khăn Không cần nhiều Chỉ một hai triệu thôi thì cũng không có Chỗ này thì họ không bằng tôi Tôi không có một đồng nào Tôi ở đây nói vài câu Thì sẽ có rất nhiều tiền đến Đích thực là tâm tưởng sự thành hữu cầu tất ứng cho nên đến những năm về sau mới nhìn thấy được hết thảy đều có sẵn không có cái gì mà không phải phật bồ tát an bài nếu như không cái việc sử dụng chính đáng thì một đồng tiền tôi cũng không cần nhất định là phải chính đáng là vì phật pháp là vì chúng sanh không phải vì phật pháp vì chúng sanh nếu vì bản thân thì một đồng tôi cũng không xài cuộc sống của bản thân tôi vô cùng đơn giản sau khi trở về từ indonesia thì tôi càng thận trọng hơn ngày trước người ta mời tôi đi dùng cơm tôi đều đi hiện tại thì tôi không dám đi nguyên nhân là gì ở tại indo hơn một tuần cũng không phải là một thời gian dài ở tại một khách sạn cao cấp nhất ở indo thì nơi càng cao cấp thì càng lạnh tôi đã bị phong hạt tôi bị cảm lạnh còn lúc ăn uống thì trong thức ăn có bỏ bột ngọt lúc bình thường tôi không có ăn bột ngọt mấy mươi năm nay đều không có ăn bột ngọt thứ này rất là hại cơ thể hương vị thì rất ngon nhưng mà đối với thân thể thì có sự tổn hại nghiêm trọng năm xưa tôi ở đại trung lão sư lý đã cảnh báo nhiều lần với tôi nói với tôi là tuyệt đối không nên đi đến quán để ăn uống chúng tôi có một đồng học là cư sĩ du tuấn kiệt tuổi tác trẻ hơn tôi cũng vì ưa thích ăn bột ngọt Mỗi bữa ăn của ông Đều không thể thiếu Ông đại khái là chưa được 40 Thì đã qua đời rồi Ra đi từ lúc rất trẻ vào lúc đó thì Lý Lão Sư nói chúng tôi Hãy xem đó làm thí dụ Chúng tôi mới biết được nó rất nghiêm trọng Thứ bột ngọt này mà ăn trong thời gian dài Thì sẽ trúng độc Tổn hại đến gan và thận Cho nên mới nói là quả từ miệng ra Bệnh từ miệng vào Những lời này của người xưa rất có đạo lý Cho nên hiện tại nếu như ra ngoài ăn uống Thì đều là bột ngọt Đây là một sự việc rất viện phức Cho nên đi du lịch Thì phải mang theo đồ để nấu ăn thì mới được Không nên ăn đồ của người ta nấu vì thì mới thật sự an toàn May mà cuộc sống của người Xuất gia tu hành Người niệm Phật đều rất đơn giản Việc ăn uống cũng rất dễ dàng Đây mới gọi là cẩn thận Chúng ta đã biết Tánh đức Đức năng của chính mình Cùng với Phật Bồ Tát Không có khác nhau Cho nên Chỉ cần chính mình chịu quay đầu Hồi quang phản chiếu Đem cái tập khí ngày trước của mình Những vọng tưởng tập khí Hết thảy đều sửa đổi trở lại Sửa đổi thì phải biết sửa từ cái chỗ nào Việc này rất quan trọng Cái gốc là Ở tự tư tự lợi Cần phải đem cái ý niệm tự tư tự lợi Sửa đổi trở lại Khởi tâm đồng niệm Vì chánh pháp cũ trụ vì hết thể chúng sanh khổ nạn phục vụ thì đúng chân thật có thể làm được xả mình vì người xả mình vì người phải bắt đầu từ ở chỗ nào chính là thế tôn đã dạy chúng ta vì người diễn nói đây chính là xả mình vì người Cho nên học viện Học viện Tịnh Tông ở Úc Châu Tháng 1 năm nay Đã chính thức dạy học rồi Đã mất hết thời gian 2 năm để chuẩn bị Dạy học tôi yêu cầu hai năm đầu tiên Là năm nay Và dạ, sang năm Hai năm này học cái gì? Học đệ tử quy Đệ tử quy để dạy cho nhi đồng Người xuất gia hiện tại của chúng ta Đều đã trên 40 tuổi rồi Nhưng phải học cái này Học cái này có nghĩa là như thế nào Biểu diễn cho người khác xem Đây chính là xã mình vì người Ta ngày nay giảng Giảng thì người ta không tin Ta tự mình làm Ta làm cho người xem Đây là thân giáo Làm ra tấm gương cho người khác xem Người ta mới tin bạn cho nên trong hai năm đầu này môn học tôi không cho nhiều là đệ tử quy kinh thập thiện nghiệp đạo Ấn quan đại sư vậy chúng ta là cảm ứng thiên an sĩ toàn thư trên thực tế thì an sĩ toàn thư là quan trọng nhất chính là phía trước của văn xương đế quân âm trắc văn Còn một quyển nữa là Liễu phàm Tứ Huấn Liễu phàm Tứ Huấn thì tôi yêu cầu mọi người phải đọc 300 lần Bạn tự mình sắp xếp thời gian đọc 300 lần Bài tập này là dạy cái gì? Dạy bạn tin sâu nhân quả Bạn thật sự đọc được thông suốt rồi Thì sẽ hiểu được miếng ăn giọt nước Đều đã được định sẵn rồi bạn tuyệt đối sẽ không còn cái ý nghĩ không đáng có nữa Trong mạng đã định rồi Bạn nghĩ gì thì cũng uổng công mà nghĩ cũng không được gì Cho nên chỉ có tu đức Đoạn ác tu thiện tích công lũy đức Thì mới có thể cải tạo vận mạng của bạn được Chân thật làm đến được Không tranh với người không cầu ở đời nếu bạn chân thật làm được việc này không phải chỉ để giảng không phải để nói cho nên trong hai năm này là giáo dục cơ bản cơ bản hoàn toàn chú trọng ở tại thực hành không chú trọng ở nói sau hai năm này thì mới học vào khoa chính quy chính khoa của học viện tịnh tông chúng ta chính là năm kinh một luận kỳ hạn học tập năm kinh một luận là ba năm thêm vào hai năm phía trước nữa là 5 năm năm bốn năm sau cùng thì chuyên tâm vào một môn đó chính là lớp nghiên cứu của chúng ta chuyên tâm một bộ kinh học trong suốt bốn năm cho nên việc dạy học của chúng tôi Thời hạn là 9 năm Hai năm đầu trong 9 năm đó Là xây dựng nền tảng Trong hai năm này Nếu như đệ tử quy Và thập thiện nghiệp đạo Bạn đều không làm được Thì bạn sẽ bị đào thải Sẽ không cho bạn vào học môn chính nữa Môn chính học trong 3 năm Hết 3 năm lại cũng sát hạch nữa Ai không đạt thì cũng bị đào thải Cho nên 9 năm Thì trong đó có hai lần đào thải Không nghiêm khắc Không thật làm Thì không thể thành nhân tài Cách dạy học này của chúng ta Đều là tuân thủ sự giáo huấn Của Phật Bồ Tát Tổ Dư Đại Đức khổng lỗ phu tử dạy học thì đầu tiên cũng là đức hạnh. Chúng ta đem đức hạnh để ở hàng đầu. Chỉ có chân thật dụng công như vậy, chân thật làm thì chúng ta mới thật sự có được thọ dụng. ở tại chỗ này mà cấm gốc vì thì những thứ mà bạn học chính là người xưa thì nói là thực học học vấn chân thật bạn có thể tự độ bạn cũng có thể độ người bạn tự mình làm không được thì điều mà bạn giảng người khác sẽ không tin người khác không thể tiếp nhận nhất định phải tự mình làm được thì bạn mới có thể cảm động được người khác cho nên sau đó đã tổng kết là nhược năng nhất niệm hồi quan phương tri gia nghiệp cụ tại như nhập bảo sơn thủ chi vô tận như du hương quốc xúc xứ mông huân yếu tu thân đáo phương hưu thần vật bán đồ di phế đây chính là bạn phải có nghị lực có sự bình lòng Nguyết định không thói chuyển Bất luận là gặp phải sự gian nan khốn khổ như thế nào Vẫn là dũng mạnh tinh tấn Gặp phải việc không thể kháng cự Thì nhẫn nhượng Chúng ta phải học điều mà Lão Tử đã nói Thượng thiện như thủy Bạn hãy xem nước nước chẳng bên này thì nó chảy bên kia Cho nên chúng ta phải biết thiện xảo phương tiện Không tranh Bên này có chướng ngại thì đi hướng khác Không có chướng ngại Cho nên nói là Ông trời không tuyệt đường của con người Chúng ta phải tin Chư Phật Bồ Tát đang hộ niệm Long thiên thiện thần đang chiếu cố Chúng ta có cái lòng tin như vậy Phần sau cùng của phẩm này Chính là thập phương Phật Tán Phẩm này vô cùng quan trọng Bạn hãy xem sau khi nói xong Sau khi giới thiệu xong Sự y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương Chúng ta rất quan hỷ Nhưng mà không có cái lòng tin kiên định thì bạn không thể giảng sanh muốn đi cũng đi không được lòng tin này sinh ra từ chỗ nào mười phương phật tán thán đoạn kinh văn này rất quan trọng chúng ta đọc qua kinh văn một lần phụ thứ a nan đông phương hằng hà xa số thế giới nhất nhất giới trung như hằng hà xa phật các xuất quảng trường thiệt tướng phóng vô lượng quang thuyết thành thật ngôn xưng tán vô lượng thọ phật bất khả tư nghì công đức Đoạn này nói đến Thuyết thành thật ngôn Quảng trường thiệt tướng Quảng trường thiệt Là một trong 32 tướng Trên kinh Phật nói với chúng ta Trước khi Bồ Tát thị hiện thành Phật Trước tiên dùng thời gian Một trăm kiếp Để tu tướng hảo Tướng hảo là phước báo Dùng thời gian một trăm kiếp Để tu ba mươi hai tướng tốt Tám mươi vẻ đẹp Mỗi một tướng hảo Đều là một quả báo Quả thì tất phải có nhân Họ đi tu nhân Quán trường thiệt tướng Là đời đời kiếp kiếp Không vọng ngữ Phật nói Một người Mà ba đời không vọng ngữ Thì lưỡi của người đó Có thể chạm đến được lỗ mũi Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn cho mọi người xem Lưỡi của Ngài lè ra có thể che được cả gương mặt Vì này thì mọi người không còn gì để bàn cãi với Ngài Ngài nói là lời thành thật Đời đời kiếp kiếp không vọng ngữ Không có lưỡng thiệt Không có ý ngữ Không có ác khẩu Thì có được cái tướng hảo như vậy Lại nói Chúng ta không cần nói chư Phật như Lai Chúng ta nói Pháp thân Bồ Tát Pháp một phẩm vô minh Chứng một phần Pháp thân Bạn nói xem lúc này Thì đã có đủ trí huệ đức tướng Của như Lai hay chưa? Chúng ta hãy nghiên cứu cái vấn đề này Có đủ vì đã có đủ rồi Tại vì sao còn phải tư hết một trăm kiếp Còn phải đi làm thêm cái việc này nữa Đây là giáo hóa chúng sanh Họ đã có được rồi Đây chính là Xã mình vì người các ngài có thể không cần phải làm như vậy Thần thông của các ngài có thể thể hiện ra Vì sao mà còn phải đi làm như vậy Để khuyến cáo những chúng sanh trong sáu cõi Khuyến cáo chúng sanh trong mười pháp giới Không những sáu nẻo không có phước Mà mười pháp giới cũng không có ở đây chính là thay chúng sanh chịu khổ mà trên kinh Phật thường nói phải làm ra cái dáng vẻ như vậy chúng ta thường nói xã mình vì người ta làm như vậy là xã mình vì người là diễn kịch là biểu diễn là làm dáng làm vẽ trên thực tế thì các ngài đã có được rồi chỉ cần kiến tánh thì đều đã được rồi nhưng mà kiến tánh thì không phải là một việc dễ dàng Kiến tánh là siêu dược mười pháp giới Phật giáo truyền tới Trung Quốc đến nay Trong số các đời tổ sư đại đức Người thật sự mà minh tâm kiến tánh Bạn xem hãy thống kê Số lượng không nhiều Đã hai ngàn năm rồi Một khu vực lớn như vậy Nhiều người đến như vậy Mỗi một triều đại đều có người minh tâm kiến tánh Thời đường triều là hương thịnh nhất Thời tùy đường suốt 300 năm Mà có cũng không quá 200 người Vì sao thì mỗi đời một ít đi Đến thời đại hiện nay của chúng ta Dường như cả thế kỷ là Trong 100 năm qua không có một người nào Những lời này không phải là tôi nói Là đàm lão Pháp Sư nói một người minh tâm kiến tánh cũng không có người nói không những ngày chưa gặp qua mà nghe cũng chưa nghe nói qua vì này chúng ta không thể không biết vì đã không có cách minh tâm kiến tánh trong giáo hạ thì không thể đại khai viên giải trong niệm phật thì không thể đạt được lý nhất tâm vì thì cái tướng não đó chỉ có tu thôi tánh đức không hiển hiện ra thì phải dựa vào việc tu đức phước báo của hết thị chúng sanh trong thế gian đều là do tu đức vì nếu bạn muốn phước báo thì hãy tu cho tốt phiền đạo tuy có không khởi tác dụng không khởi hiện hành đây chính là công phu thành khối điều kiện này thì quyết định được sanh Cho nên chúng ta chính mình phải thường hay phản tỉnh. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, còn có phiền não khởi hiện hành, sự việc này thì phiền phức. Bạn là biểu diễn là làm việc Vậy thì không cần phải nói Bạn như khởi tức giận Sự việc đừng làm xong rồi Vậy không cần phải nói Đó không phải là thật thủ pháp thủ pháp có thể dùng nếu như trong lòng chân thật sanh phiền não vậy thì xong rồi biểu diễn thì là ngoại lệ phật bồ tát cũng biểu diễn trong lòng quyết định không thể thật có sanh phiền não khi chân thật sanh phiền não Thế giới Tây Phương cực lạc cả đời này không thể đi được. Thế xuất thế Pháp đều là cảm ứng đạo giao. Chúng ta dẫn sanh thế giới Tây Phương cực lạc là cảm ứng. Tính nguyện hạnh là năm cảm. a di đà Phật thế giới cực lạc là sợ cảm. Cảm đắc quảng đại Thanh tịnh cư, cái thế giới đó là pháp giới thanh tịnh, rộng lớn, lớn đến trình độ nào vậy? Chúng ta không cách gì tưởng tượng. Thực tế nói với các vị, lớn đến tận hư không khắp pháp giới, cực là cách chúng ta không xa. chúng ta xem thấy ở trong giảng sanh truyện có người hỏi họ thế giới cực lạc ở chỗ nào ở trong phòng tôi thế giới cực lạc ở chỗ nào vậy ở nhà ăn đó là người giảng sanh chính mắt nhìn thấy chính ở ngay trước mặt cho nên nói với các vị thế giới cực lạc rốt cuộc là như thế nào ngày nay chúng ta gọi là thời không thời không khác nhau cũng giống như hiện tại chúng ta xem truyền hình vậy kinh đài khác nhau vừa mở đúng kinh đài hình tướng liền hiện tiền thế giới cực lạc ở nơi đâu vậy chính ở ngay trên màn hình ta bà ta bà cũng ở ngay trên màn hình kinh đại khác nhau. Cho nên, thế giới cực lạc là chân thật rộng lớn, không hề khác nhau với hoa tạng. Vì sao thế giới này lớn đến như vậy? Nó là tự tánh biến hiện ra. Thế giới này của chúng ta vì sao nhỏ đến như vậy? Nghiệp lực biến hiện ra. Nghiệp lực có phạm vi tự tánh. Không có phạm vi không có biên giới Tự tánh Không có lớn nhỏ Không có biên giới Không có đến đi Không có sanh diệt Thế nhưng Nghiệp lực biến hiện Có lớn nhỏ Có đến đi Có sanh diệt Không như nhau Cái đạo lý này Trong Kinh Luận Đại Thừa Đã nói đến rất nhiều Họ là tâm thanh tịnh Tam Ba Địa Hằng Phóng Quang Đó là thanh tịnh Tâm thanh tịnh mới phóng quang Tâm thanh tịnh Một trần không nhiễm Không những Pháp Thế gian không nhiễm Phật Pháp cũng không nhiễm Đó mới gọi là thanh tịnh Thật thanh tịnh Ngày nay chúng ta không làm được Hy vọng thế gian Pháp không nhiễm Chúng ta nhiễm Phật Pháp cũng không đáng sợ Đào thải cũng có tầng thứ Cũng có trước sau Trước tiên đào thải thế gian Pháp Sau đó lại tiến thêm một bước Đem nhiễm trước Phật Pháp cũng đào thải luôn thế giới tây phương có bốn độ chúng ta cho dù là dẫn nhiễm phật pháp không nhiễm thế pháp sanh đến thế giới tây phương cực lạc là cõi phàm thánh đồng cư nếu như ngay đến phật pháp của không nhiễm bạn đừng sanh cõi thật báo trang nghiêm đó là thù thắng của tây phương tịnh độ cho nên Chúng ta chỉ cần vượt qua loại ô nhiễm Trong sáu cõi liền có thể sinh cõi Phạm Thánh Đồng Cư Nếu có công phu hơn Có thể vượt qua được ô nhiễm Của Pháp Giới Bốn Thánh Đó là trong mười Pháp Giới Bên trên sáu cõi là Thanh văn Duyên Giác Bồ Tát Phật Bạn có thể đem ô nhiễm Của Pháp Giới Bốn Thánh Cũng bài trừ hết Bạn liền sinh cõi thật báo trang nghiêm cho nên nó là thanh tịnh cư. Vậy thì do đây có thể biết thanh tịnh cư cũng là tên khác của thế giới cực lạc. Như trong bụng kinh này đã nói, thanh tịnh bình đẳng giác là biệt hiệu của A Di Đà Phật. Thanh tịnh cư là biệt hiệu của thế giới cực lạc. một câu sau cùng Thù thắng trang nghiêm vô đẳng luân Câu này là Hình dung trang nghiêm tốt đẹp Của thế giới cực lạc Tốt đẹp đến cùng tột Các cõi nước Phật khác không thể tìm được cõi nào Có thể so sánh được với nó Luân là đồng loại Đẳng là bình đẳng Không tìm được giống y như nó Không thể sánh được Thuộc về thù thắng trang nghiêm của tình độ trong quyển kinh thế tôn có giới thiệu trong kinh di đà cũng có giới thiệu trong quán kinh cũng có giới thiệu chúng ta hợp lại xem có thể hiểu rõ điều như nhau thấu hiểu một cách đại khái ở chỗ này chúng ta nhất định phải thể hội được cái cõi nước đó tại vì sao thù thắng trang nghiêm đến như vậy Ở trên kinh đại thừa, Phật thường nói: Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Thế giới Tây phương cực lạc là A Di Đà Phật tâm tưởng sanh. Tất cả người giảng sanh tâm tưởng sanh. A Di Đà Phật cùng tâm địa của tất cả những người giảng sanh đều là chí thiện tâm hạnh chí thiện biến hiện ra báo độ thù thắng trang nghiêm người thù thắng cõi nước cũng thù thắng Cõi nước không cõi nào so sánh được Người cũng không thể nào so sánh Nếu chúng ta Không chịu Chăm chỉ nỗ lực Đoạn ác tu thiện Vậy làm sao được Muốn làm đệ tử Di Đà Muốn giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Xin nói với các vị Không những là người tốt nhất Trong tất cả người tốt Bồ Tát nhất đẳng ngay trong tất cả Bồ Tát bạn mới được. Ngay trong đệ tử tất cả chư Phật Bồ Tát bạn là đệ tử đệ nhất. Bổn Kinh trước sau đều nói qua. Cho nên chúng ta chính mình phải thường hay suy xét tư tưởng của chúng ta kiến giải của chúng ta ngôn ngữ của chúng ta hành vi của chúng ta có thể làm đến được đệ tử đệ nhất hay không ngày nay chúng ta đề cao học di nhân sư hành vi thế phạm sư là dẫn đầu phạm là mô phạm chúng ta khởi tâm đồng niệm tất cả hành vi có thể làm đến được gương mẫu mô phạm tất cả mọi người thế gian này hay không nếu như không thể quyết định không nên nghĩ quyết định không thể làm nếu như có thể chúng ta có thể nghĩ chúng ta có thể làm tiêu chuẩn ở ngay chỗ này sự việc này phải thật làm không phải nói qua thì xong rồi nói không không có ích gì ngộ ở trong phật pháp có giải ngộ có chứng ngộ giải ngộ không dùng được bạn biết giảm giảm được không sai giảm được hoa trời rơi rụng tương lai bạn chết đáng đọa địa ngục vẫn phải đọa địa ngục đáng biến xuất sanh vẫn biến xuất sanh cũng không ích gì phải chứng ngộ cái gì gọi là chứng ngộ thực tiễn nhất định phải đem lý giải của bạn biến thành hành vi đời sống của chính mình vậy mới hữu dụng cho dù không thể hoàn toàn biến thành hành vi đời sống phần ít cũng hữu dụng ngày trước tôi đã nói với mọi người thế giới tây phương cực lạc chính phẩm giảng sanh tôi nói không giống như đại đức xưa đại đức xưa nói có đạo lý tôi nghĩ lại tôi nói cũng không phải không có đạo lý cách nói của tôi đem bộ kinh này lý luận mà trong kinh đã nói phương pháp đã nói cảnh giới đã nói làm đến được một trăm phần trăm thì bạn thượng thượng phẩm giảng sanh bạn không làm được một trăm phần trăm có thể làm đến được chín mươi phần trăm thì thượng trung phẩm giảng sanh không làm đến được chín mươi phần trăm có thể làm đến được tám mươi phần trăm bạn giảng sanh thượng hạ phẩm cứ như vậy mà dần thấp xuống hạ hạ phẩm giảng sanh phải làm đến được 20%. phần trăm phải làm đến được hai phần hai phần mà làm không được thì thì khó mà vững tin bạn giảm sanh khó mà nắm chắc tôi nghĩ hai phần phải nên có thể làm đến được mức độ thấp nhất phải làm đến được hai phần bạn không thực tiễn không nỗ lực mà làm gì thì làm sao được người chân thật có chí khí Người phấn đấu hướng lên trên Quyết định chăm chỉ nỗ lực mà làm Hai phần nhất định không đủ Càng nhiều càng tốt Nhiều hơn thì tốt Chỉ ít phải làm đến được bảy phần, tám phần Chỉ ít phải làm đến được bảy phần, tám phần mới có thể mãn tâm nguyện của chính chúng ta một trăm phần trăm không dễ dàng làm được thế nhưng làm được bảy tám mươi phần trăm chính mình nỗ lực một chút tôi nghĩ không có vấn đề gì lớn khắc phục tạp niệm vọng tưởng của chính mình khắc phục tất cả dục vọng của chính mình học phật phải từ học làm người phật là người thiện trong người thiện tâm phật là tâm thiện hạnh phật là hạnh thiện phải bắt tay vào từ chỗ nào chúng ta tỉ mỉ mà quán sát người thế gian hiện tại có những tâm bệnh gì tu học của chúng ta tùy bệnh mà cho thuốc người hiện tại bất hiếu cha mẹ chúng ta bắt tay vào từ hiếu dưỡng cha mẹ người hiện tại bất kính sư trưởng chúng ta bắt tay vào từ tôn kính sư trưởng đúng bệnh cho thuốc chúng ta cũng đang biểu diễn biểu diễn cho người thế gian xem chúng ta kính cha mẹ của chính mình cũng kính cha mẹ của người khác chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ của chính mình cũng biết được nuôi dưỡng cha mẹ của người khác chúng ta biết được thương yêu con cái của chính mình giáo dưỡng con cái của chính mình cũng phải thương yêu con cái của người khác giáo dục con cái của người khác phải thật làm người thế gian có ai mà không tự tư tự lợi, có ai mà không tham thú danh vọng lợi dưỡng. Chúng ta biết được đó là bệnh. Chúng ta chính mình cần phải xả bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh vọng lợi dưỡng. Làm ra để cho người khác xem. Sau đó nói ra họ mới tin tưởng. Bạn không làm được Chỉ nói suông Nói ra cũng không tệ Rất dễ nghe Người khác vẫn khởi lên Rất nhiều nghi vấn Ở trong đó Suốt cuộc là thật hay là giả Thậm chí đến vẫn còn hoài nghi Giả đó Đưa gạt chúng ta Chỉ chúng ta Phải xả tài bố thí Còn họ thì giàu càng nhiều càng tốt Nhiều chừng nào tốt chừng đó Nhất định phải chính mình trước làm ra tấm gương cho người xem Thích Ca Mâu Ni Phật hoàn pháp lợi sanh Chính là cách làm này Trước tiên làm tấm gương cho bạn xem Phật dạy bạn xả danh vọng lợi dưỡng Phật chính mình đã xả bỏ rồi Phật dạy người buông bỏ năm dục sáu trần Trước tiên ngày chính mình đã buông bỏ Mọi người nghe rồi Không còn lời nào để nói Cho nên Đại Đức xưa nay Giảng Kinh nói Pháp Trước tiên chính mình làm được Trước tiên chính mình khế nhập cảnh giới Mới nói Cho nên lời nói của họ Như đinh đóng vào cột không hề có chút bân khuân Không hề có chút hoài nghi Ngày thấy đều làm đến được Người hiện tại giảng kinh nói Pháp Ở trên giảng đài Chúng ta nghe qua rất nhiều Pháp sư Nói năng không rõ ràng bảo người nghe nửa tin nửa nghi tại vì sao vậy chính họ cũng bán tin bán nghi trước tiên chính mình phải làm được cái điểm này là vô cùng quan trọng nhất là một người xuất gia Người xuất gia thì phải nên xả sạch trơn Nhất định không nên sợ Tôi xả hết sạch trơn rồi Ngày mai không có người cúng dường Tôi không có cơm ăn thì phải làm sao Bạn còn khởi cái vọng tưởng này Bạn chưa có buông bỏ Bạn không phải thật buông bỏ Chân thật buông bỏ rồi Nhất định không có cái vọng tưởng này Ngày mai không có cơm ăn Thành thật trung thực niệm Phật một ngày Ngày sau nữa không có cơm ăn Thì hai ngày niệm Phật Bảy ngày không có cơm ăn Chẳng phải dự dặn đi đến thế giới cực lạc sao Không một chút hối hận nào Không một chút hoài nghi Huống hồ trong kinh Phật nói với chúng ta Sau khi thế tôn diệt độ trong bạch hào quang có một phần phước đức cúng dường đệ tử đời sau tứ chúng cúng dường đầy đủ phật cúng dường học trò học trò đây bao gồm cả người tại gia tại gia nếu nỗ lực tu hành cũng được phật cúng dường không hoàn toàn là người xuất gia Phật từ bi đến cùng tột Chúng ta phải chân thật tin Phật Làm gì có chút lo lắng nào chứ Phàm hệ có lo lắng Thì là không tin Người không tin Phật Mới có hoài nghi Mới có rất nhiều bân khuân Người tin Phật quyết định không có họ xả được rất tự tại phước báo đó càng xả càng nhiều đến thì cũng rất tự tại thế nhưng nhiều thì phải làm sao nhiều thì không thể tham vừa tham thì xong rồi lập tức liền đọa lạc cho nên phật dạy chúng ta xả đắt bạn được rồi vẫn phải xả Càng xả Thì bạn có được càng nhiều Càng có được nhiều thì càng phải xả Tài và Pháp Xả tài được tài Xả Pháp được trí tuệ Thí vô ý, được khỏe mạnh sống lâu Hiện bày ra Ngay trước mắt chúng ta bạn chính mình cần phải có trí tuệ để xử lý Bạn mới có thể thành tựu chân thật Bạn mới chân thật Có được phước báo Chỉ giống như chủ đề nói Cảm đắc quảng đại thanh tịnh cư Thù thắng trang nghiêm vô đẳng luân